Chào các bạn. Chúc các bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. Đây là cây bonsai hoa 10 giờ ghép, siêu nhỏ. Đang trong thời kỳ ra hoa đẹp rất rực rỡ. Màu đỏ là màu nguyên thủy của cây. Còn màu vàng là phần đã ghép vào cây. Các bạn xem rất tươi. Và màu cam cũng là phần ghép. Thì những vị trí vết ghép lâu ngày các bạn xem rất là liền lạc. Để tạo được cây bonsai hoa 10 giờ ghép mini như thế này là mình mất khoảng gần 3 tháng đó các bạn, sau khi mình cắt tỉa một cách tỉ mỉ và hoàn chỉnh cây bonsai này. Còn cách làm thì rất là đơn giản và dễ. Các bạn xem, do ghép lâu thì cái phần rễ nhìn rất là đẹp. Và sau đây mời các bạn xem cách làm của mình. Thì đây là cây hoa 10 giờ mà mình đã trồng trong chậu trong một khoảng thời gian cũng khá lâu. Hiện đang có dáng nghiêng rất đẹp. Mình sử dụng cây này để ghép. Thì cách làm của mình rất đơn giản các bạn à. Chỉ việc dùng dao rọc giấy, băng keo là đã ghép được rồi. Hoa màu vàng là nhánh ghép. Các bạn bỏ bớt lá. Sau đó trên gốc ghép, mình dùng dao rọc giấy cắt một vết nhỏ. Các bạn làm từ từ thôi. Giống như vậy đây các bạn. Tiếp theo, phần nhánh ghép, các bạn cắt theo hình vạc nêm. Rất dễ. Và sau khi đã cắt xong như thế này, các bạn đặt vào phần gốc ghép, cố định lại. Tiếp theo, chúng ta dùng băng keo quấn cố định lại. Rất dễ phải không các bạn? Xem thấy hay nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha. Nhánh bên đây các bạn đặt bỏ bớt lá và chúng ta cũng cắt một vết nhỏ. Giống như vậy đây. Và phần này là hoa màu cam. Thì các bạn bỏ bớt lá và cắt theo hình vạc nêm. Xong chúng ta đặt vào và dùng băng keo quấn lại. Sau khi đã xong như thế này thì các bạn thấy việc ghép rất dễ. Và chúng ta đặt chậu cây vào nơi mát có ánh sáng. Khi các bạn thấy cái phần nhánh ghép mà phục hồi, lá đã thẳng ra thì chúng ta cho ra nắng. Thì đây là khoảng thời gian sau một tuần. Thì các bạn thấy nè, phần ghép đã phát triển rất tốt. Thì đến giai đoạn như thế này thì các bạn sẽ tiến hành gỡ băng keo ra. Vì nó đã dính lại rồi đó các bạn. Đây các bạn xem nè, rất là liền lạc. Bên đây cũng vậy, vít ghép rất là liền lạc trở lại. Và vị trí này chúng ta cũng gỡ ra luôn. Đây các bạn xem, tất cả đều dính và trông rất là liền. Nó giống như một cái cây bình thường đó các bạn. Rất là dễ. Và tiếp theo các bạn dùng dây rút cố định lại để giữ cho nhánh ghép chắc chắn hơn. Rất dễ phải không các bạn? Dùng kéo cắt bỏ phần thừa của dây. Vậy là chúng ta đã ghép thành công rồi đó các bạn. Còn những cây con nhỏ mọc ở phần trong chậu như thế này, các bạn cắt bỏ ra để giúp cho cây phát triển tốt hơn. Và những phần này các bạn cũng cắt để cho cây sinh trưởng và phát triển một cách tự nhiên và đẹp hơn. Rất gọn gàng. Và bây giờ chúng ta chờ vào những ngày tháng tiếp theo. Thì đây là khoảng thời gian sau một tháng tiếp theo. Cây hoa 10 giờ ghép, một cây duy nhất của chúng ta đã phát triển rất tốt, lá rất xanh. Và hiện các nhánh đang rất là nhiều tàn. Thì đến lúc này các bạn dùng 6 sợi kẽm. Chúng ta dùng băng keo quấn lại. Đến một vị trí, các bạn kéo một sợi kẽm xuống. Thì với cách làm đơn giản như thế này, mình chỉ tạo khung cho cây để giúp cho cây chắc chắn hơn trên cái giá đỡ bằng kẽm như thế này. Và các bạn dùng băng keo quấn tiếp và kéo xuống. Rất đơn giản và dễ phải không các bạn? Sau đó chúng ta dùng cán thúc vít bẻ cong các sợi kẽm lại để tạo cho tán cây vững chắc hơn.
cách làm này mình đã có chia sẻ nhiều trên kênh rồi, các bạn xem thêm. Phần khung kẽm, mình uốn cong lại. Sau đó uốn hơi nghiêng. Còn các phần tán cây thì các bạn uốn theo hướng lên trên để tạo phần giá đỡ cho chắc chắn. Sau đó chúng ta đặt vào cây bonsai. Các bạn sẽ dùng dây rút cột cố định lại. Giống như vậy đây các bạn. Và từng tán cây các bạn đặt lên phần giá đỡ của khung kẽm, chúng ta dùng dây rút cột cố định lại. Những nhánh cây khác các bạn cũng chia đều và chúng ta đặt lên từng tán của khung kẽm và các bạn dùng dây rút cột cố định lại. Sau đó dùng kéo cắt bỏ phần thừa của dây. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi, bây giờ chúng ta đã có được một cây bonsai rất đơn giản và đẹp. Thì sau 3 tuần tiếp theo, những bông hoa đầu tiên đã nở và nụ hoa thì rất nhiều. Thì đến giai đoạn như thế này rồi, các bạn sẽ tiến hành làm lại để tạo cho từng tán cây tròn và đẹp hơn. Và cách tạo này rất đơn giản và dễ. Các bạn chỉ lèn những cái nhánh hoa 10 giờ vào khung kẽm để tạo cho cái tán cây tròn rất đơn giản và dễ. Nếu như các bạn làm mà không được cố định giống như vậy thì có thể chúng ta sẽ dùng những cây kẽm nhỏ để cố định cho dễ hơn. Chỉ việc xỏ vào thôi các bạn ạ. Đây, rất dễ. Tất cả các tán cây còn lại các bạn đều làm giống như vậy. Khi các bạn làm như thế này thì tán cây sẽ đẹp và hoa nở sẽ đều trên từng tán cây hơn. Rất đơn giản và dễ phải không các bạn? Các bạn xem thấy hay nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha. Và trong khoảng thời gian ngắn như thế này thì giờ chúng ta đã tạo thành những cái tán cây rất đẹp và đều. Các bạn xem nè, rất tuyệt vời. Thì hoa nở sẽ tập trung trên từng tán cây như thế này, sẽ giúp cho bonsai hoa 10 giờ chúng ta càng thêm đẹp hơn. Sau 3 tuần tiếp theo, cây bonsai hoa 10 giờ ghép siêu nhỏ của chúng ta đã nở hoa đẹp rực rỡ. Các bạn xem nè, 3 màu rất rõ ràng, màu vàng và màu cam là của phần ghép, đang trong thời kỳ ra hoa rất đẹp và rực rỡ. Và nụ hoa cũng còn rất là nhiều luôn các bạn. Còn màu đỏ là màu nguyên bản của cây. Thì việc chăm sóc bonsai hoa 10 giờ ghép cũng giống như những cách chăm sóc trên kênh mà mình đã chia sẻ cho các bạn, rất bình thường, không có khác biệt gì mấy. Đây là những vị trí vết ghép đây các bạn, rất là liền lẹt. Đây nữa, thì các bạn xem từng tán cây rất đều và hài hòa. Thì đối với việc tạo bonsai hoa 10 giờ ghép như thế này rất đơn giản và dễ làm các bạn ạ. Khi mình ghép trong một khoảng thời gian rất là lâu thì các bạn xem nè, cái phần rễ của cây bonsai trông rất đẹp, nó giống như những cây cổ thụ đó các bạn. Và chúng ta nên giữ ẩm đất trong chậu thường xuyên và để cây ngoài nắng 100%, bón bằng những loại phân hữu cơ một lượng vừa đủ thì cây của chúng ta sẽ nhiều hoa và đẹp hơn. Vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn cách tạo bonsai hoa 10 giờ siêu nhỏ với một cách làm vô cùng đơn giản để cây ra hoa nở đẹp rực rỡ hơn. Và video mình xin tạm dừng tại đây. Yêu quý mình các bạn nhớ like, chia sẻ và cũng đừng quên đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Chúc các bạn thành công trong việc ghép hoa 10 giờ.